Phạm Hưng đi hát karaoke giữa ồn ào ở The Face. Quý vị thính giả thân mến, trong lúc tâm trạng buồn và hụt hẫng, Phạm Hưng chọn cách giải tỏa bằng cách gặp gỡ bạn bè và đến quán karaoke. Chiều ngày 25 tháng 7, Phạm Hưng có buổi gặp gỡ một vài đơn vị truyền thông để chia sẻ về những ồn ào xung quanh chương trình The Face tại một quán cà phê tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp chọn trang phục khá giản dị với sơ mi, quần tây, gương mặt trang điểm nhẹ, cô đi cùng người quản lý. Sau buổi gặp gỡ, cô tiếp tục di chuyển đến một quán cà phê vì có hẹn với những người bạn. Tại đây, Phạm Hưng trò chuyện khá say mê cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Nhiều khán giả cho rằng Phạm Hưng đang có ý định chuyển sang ca hát. Thời gian gần đây, cô thỉnh thoảng up những clip mình hát chay lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen. Nữ huấn luyện viên The Face được nhiều người nhận ra và xin chụp ảnh chung. Đến khi trời chuyển tối, cô và người quản lý tiếp tục đến một quán karaoke để xả stress. Thời gian qua, cô nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là không công tâm khi đưa ra những đánh giá tại The Face. Về điều này, người đẹp Hải Phòng thẳng thắn chia sẻ cô không đến cuộc thi này để làm hoa hậu thân thiện. Bên cạnh đó, cô khẳng định The Face chỉ là một hoạt động nhỏ trong sự nghiệp của cô nên sẽ không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cá nhân.